Đây là bộ dàn Sony 725, dàn đại 5 thất rời. Hình thức đẹp hoàn hảo. Loa bát 25. Nói đến dàn Sony thì các bác biết rồi, không cần giới thiệu nhiều, rất là có tên tuổi. Thớt dàn vào khoảng 40 phân, cả bộ rộng khoảng 4 mét ạ. Đợi bạc dạng lắm phố phòng, tiền có kim như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.